văn hóa của dân tộc Việt Nam. Dạ, em xin trả lời câu hỏi của em ạ. Đối với em, hình ảnh Văn Miếu Quốc Tử Giám, như chúng ta đều biết, Quốc Tử Giám chính là trường đại học đầu tiên của chúng ta và trường đã tồn tại 700 năm. Đó là một cái nôi của sự nêu cao truyền thống hiếu học của người dân Việt Nam chúng ta. Và vì cái tinh thần truyền thống hiếu học đó và mà chúng ta càng thấy tự hào hơn nữa, bởi vì đó là một truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam ta. Hiếm có dân tộc nào có một truyền thống hiếu học cao đến như vậy. Và truyền thống ấy đã được phát huy đến ngày nay, được minh chứng rõ nhất là Việt Nam chúng ta ngày nay ngày càng phát triển, ngày càng khẳng định vị thế của mình trên bản đồ thế giới, cũng như con người Việt Nam chúng ta được mọi người biết đến, đất nước chúng ta được mọi người kính trọng hơn à. Xin hết. Xin cảm ơn. Cảm ơn bạn. Có thể quay lại chính của mình.